quý vị, những người lính phòng cháy chữa cháy được người dân quen gọi là lính cứu hỏa hay lính 114. Cái nghề mà trong đám cháy, khi mọi người cố gắng chạy ra, thì những người lính chữa cháy lại chạy vào, bất chấp hiểm nguy, chiến đấu với ngọn lửa hung dữ để bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, ngày 4 tháng 10 năm 1961, ngày 4 tháng 10 năm 2021, 20 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Họ, những người lính cứu hỏa, phải trực chiến 24/24 và cả 7 ngày trong tuần, 12 tháng trong năm để tiếp nhận thông tin từ tổng đài 114. Hàng ngày họ phải luyện tập dẫu nắng bụi mưa bùn trong mọi hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt. Nghề không kể ngày hay đêm, môi trường xảy ra vụ việc ở trên cao hay dưới nước, đòi hỏi người lính chữa cháy phải có sức khỏe dẻo dai, tinh thần thép và có thái độ hợp tác, bởi lính cứu hỏa luôn phải làm việc theo đội, nhóm. Nghề có thể khiến bạn luôn căng thẳng và sống chung với áp lực công việc, nhưng khiến bạn cảm thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa khi cứu được những người gặp nạn và bảo vệ tài sản cho họ. Và họ rất muốn được thất nghiệp. Rõ ràng chúng tôi biết cái nghề phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một trong những cái nghề nguy hiểm. Tuy nhiên với những sự khi chứng kiến những cái sự mất mát của nhân dân và những sự hy sinh của đồng chí đồng đội thì thôi thúc chúng tôi cần phải quyết tâm hơn nữa để hoàn thành cái sứ mệnh mà nhân dân, đảng và ngành giao phó. Chúng tôi thường xuyên tổ chức tập luyện, bảo quản bảo dưỡng phương tiện ở mức cao nhất để sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc thù, bên cạnh trang thiết bị hiện đại, thuần thục kỹ năng nghiệp vụ, đảm bảo tối đa các nguyên tắc an toàn, các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ còn phải có bản lĩnh, kinh nghiệm thực tế và đặc biệt là sẵn sàng đặt mình vào vị trí của thân nhân nạn nhân và cộng đồng trong quá trình chiến đấu. Vững vàng trước giặc lửa, các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ vẫn luôn sẵn sàng trên đường, đối diện vượt qua mọi thách thức để phụng sự nhân dân, qua đó làm đẹp thêm hình ảnh của những người chiến sĩ chữa cháy nói riêng và những người chiến sĩ công an nhân dân nói chung, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Nhân ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy 4 tháng 10, chúng tôi xin nhắn gửi đến quý vị nghe đài và tất cả chúng ta hãy nêu cao cái tinh thần ý thức tự giác, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, sẵn sàng mọi lực lượng, điều kiện vật chất cần thiết để có thể xử lý nhanh những cái sự cố mà có thể xảy ra ngay từ ban đầu. Chúng ta có câu là nước xa thì không cứu được lửa gần. Chúng ta chuẩn bị tốt thì chúng ta sẽ ngăn chặn đám cháy ngay từ ban đầu.